À, tiếp các bạn, nãy mình hết dung lượng giờ tiếp thôi. À, bây giờ chúng ta gắn những cái bát băng lề này. Cái dắt này nó hơi hơi lỏng, chúng ta chỉnh cho ngay vậy ha. Vì cái dắt quạt là mình nó muốn hư các bạn, mình chỉnh nó hơi khó. Chúng ta gắn cái ổ cứng vào. Giờ trước khi gắn đồng bộ thì chúng ta nên test qua cái mà để mà không chúng ta gắn vô hết rồi cái test máy nó không lên cái chúng ta tháo ra nữa. Mình thấy là chắc chắn là nó ổn rồi, bây giờ mình thôi mình gắn luôn đi ha, để nó mất công mình mới dậy vào mất thời gian. Bạn chú ý cái hình tam giác màu trắng ở trên cái men đó, là mấy cái chỗ đó là chúng ta bắt buộc có ốc, còn chúng ta thiếu ốc thì chúng ta lựa cái góc chéo đó, chúng ta chéo qua chéo lại bắt sao cho cái men nó bám trên cái máy rồi là được. Chúng ta phân loại ốc thì ốc cùng loại thì chúng ta để trên góc đó mà để tránh bị nhầm. Nó không phải gấp cũng không phải nhúng mà là cái cặp vỏ ruột của vỏ nó mòn lẫn hết trơn rồi, ra mà dồn vô bánh xe nó đi thấy ghê. Nó mới bị lắc vậy hả? Nó mới bị lắc rồi chạy đi chuẩn bị có tiền cặp vỏ 400.000 còn ruột là 120 một cặp, nếu thay ra không có ruột không có bể thì ok, chủ có còn nguyên thì ok, khỏi tốn tiền đó. Chỉ mua cặp vỏ thay vô, vỏ trước vỏ sau mòn hết. Không mòn, không còn cái răng để bám nữa. Rồi. Vậy là 400 đúng không? Rồi vậy để đó đi. Để đó. Rồi. Rồi. Còn cái răng nữa sao chả? Tao cũng quên để ý mất rồi. Hỏi là nè chú chỉ cái chuyện chú coi đi, còn không miếng răng nào nữa rồi chả nó trơn á, mất đồ bám rồi. Cụ xin thời gian chậm lại á, một năm qua năm má già thêm một tuổi rồi.